Thôi đừng có sảy nha, đừng có sảy nha. Đừng có sảy nha. Wow, bự quá. Xin chào bà con và các bạn. Bây giờ là 4 giờ 30 sáng. Kỳ rồi chúng tôi có video thả câu ở vùng nước thấp hơn, cạn hơn. Hôm nay chúng tôi có điều kiện nên kéo tàu ra để đi xa hơn một chút và để có thể thả câu ở vùng nước sâu hơn, từ 15 đến 20 feet. Mời bà con và các bạn đón xem kết quả của chúng tôi trong sáng hôm nay như thế nào nhé. Chắc có lẽ bà con cũng thắc mắc tại sao có cái video theo kiểu này. Thì thực ra cái video này là của Jimmy Random, nó là con trai của tôi, nó có một cái channel ở bên tiếng Anh. Thực ra thì tiếng Anh, tại vì tiếng Anh của tôi giỏi quá cho nên tôi nói tiếng Anh Mỹ nó không biết và chắc bà con cũng không nghe được, cho nên và tôi cũng không có điều kiện để làm một cái video câu cá nữa. Và tôi thích cái video này cho nên tôi cố gắng dịch ra tiếng Việt để cho bà con xem cho vui nha. Ok, bây giờ chúng tôi đã đến nơi thả câu và hiện gió đang thổi theo cái hướng này và chúng tôi sẽ thả câu ở nơi đây và gió sẽ mang thổi cái tàu đi hướng đó luôn, cho nên là chúng ta không có cần phải chèo cái tàu xa suốt cái đường mà mình thả cái đường câu dài như vậy. Các bạn và bà con có còn nhớ không, thời kỳ rồi chúng tôi cũng đã làm cái dây câu và được đựng trong cái thùng này. Và hôm nay tôi sẽ dùng cái phao bự này và chúng tôi sẽ cuốn cái đường dây vào buổi sáng, cho nên không cần phải mình dặn cái đèn. Nếu như chúng tôi thả câu và kéo vào ban đêm thì chúng tôi sẽ dặn cái đèn này lên, và hôm nay thì chúng tôi không làm cái điều đó. Bây giờ tôi sẽ gắn cái phao này vào rồi và cục chì cũng móc vô luôn. Rồi chúng tôi sẽ thả xuống nước. Ở đây hiện giờ thì khoảng 22 feet độ sâu. Và đúng như cái độ sâu mà chúng tôi đã lựa chọn. Ở đây là cái lưỡi câu đầu tiên. Và cũng như lần trước, chúng tôi cũng dùng tim gà để làm mồi canh mồi. Và nó rất là hấp dẫn cho lũ cá. Thì có một tay tôi làm hơi khó một chút. Tôi đã cắt cái tim gà này ra làm hai rồi, nhưng mà cắt không có đứt hoàn toàn nha các bạn, chỉ cắt ra phần nửa thôi và để qua đêm, cho nên bây giờ cái mùi nó hơi hăng hăng một chút. Móc nó vô đây nha. Bây giờ cục mồi đầu tiên và cục chì đã chạm tới đáy rồi đó. Và tôi bây giờ sẽ thả cái phao này ra. Ở dưới đít cái phao thì tôi sẽ dùng cái cục chì nhỏ này và nó đã được làm bằng xi măng với cái hộp nhựa bên ngoài. Tôi sẽ gắn nó vào cái móc nhỏ này. Nó sẽ làm cho cái phao mình đứng lên, vì cục chì khi nó nặng nó chìm xuống thì cái phao mình tự động nó sẽ đứng lên. Xem nhé, vậy đó, thả từ từ ra. Ok. It's still like that and we're gonna tiếp tục thả ra thôi. Gió vẫn tiếp tục thổi theo cái hướng đó cho nên chúng ta không cần phải lo lắng là cái đường dây câu của chúng ta bị rối, vì nó lúc nào cũng thẳng khi chúng ta bắt đầu thả mồi ra.
Còn có mấy lưỡi nữa là xong rồi. Finish it up. We're gonna drop our anchor here. Còn có hai lưỡi nữa. À, bây giờ mồi thì còn dư, cho nên là tôi móc nhiều hơn. À, đây là cũng giống như là cái quà tặng cho những con nào mà ăn những cục mồi này nha. Đây là cuối đường dây rồi. À, cho nên chúng tôi móc cái phao này vô. Này vô và cục chì luôn. Ok, tất cả đều đã chạm cho tới đất rồi đó. Nhưng mà chúng ta cũng phải thả hết cái dây phao này ra. Và cũng vậy, cũng móc cái cục gì vô cái đít của cái phao này nhé. Nhớ móc cái móc nhỏ này vào nhé, trước khi thả cái phao xuống nước. Coi như xong rồi. Chúng ta có thể ngâm như vậy đến 2 tiếng đồng hồ, rồi trở lại cuốn đường dây và chúng ta sẽ bắt đầu từ cái dây đầu tiên nha các bạn. Bây giờ là 6 giờ 25 sáng. Bầu trời hiện đang rất là đẹp. Chúng tôi đã thả câu được hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Bà con và các bạn chờ có thể đến 8 giờ. Trời đẹp quá. Bầu trời giống như sự chuyển thể của mây để thành những cái con khủng long hay là cái con gì đó. Đó, cùng một loại của nó, có đầu nè, có răng nè. Trời hôm nay đẹp quá. Và đường câu chúng ta thả ở phía sau lưng. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng. Chúng tôi đang chạy lòng vòng để xem cảnh, để chờ cuốn dây câu lên. Và có cái lighthouse ở phía sau bên tay phải của chúng tôi. Trời rất là đẹp, không có gió nhiều. Và đây là cái thời gian mà thả câu, thả vào đi dạo ở trên hồ rất là tốt. Hiện tại cá đang ăn móng quanh đây rất là nhiều, rất là nhiều. Bây giờ chúng tôi đã bắt đầu đi cuốn đường dây. Đã được thả lúc 4 giờ rưỡi sáng và bây giờ khoảng 8 giờ sáng. Và cái phao đang ở phía trước mặt của chúng tôi. Chúng tôi sẽ vớt nó lên trước.
Được rồi. Okay, and we're gonna retrieve. Bây giờ bắt đầu cuốn dây thôi. Okay, đây là cái cục chì đầu tiên. Wait, it's coming in. I'm gonna unhook. Tháo nó ra. Cục chì. And the float. Cái phao. Okay. Ủa, có con cá, con cá bự. Oh, wow, cá bự đang one. Thấy nó đang ở kia kìa. Nó giật mạnh mạnh mà. No, I forgot the. Hôm nay tôi quên đem cái vợt. So, con cá bự quá. Đang tiến gần lại rồi. Giờ vợt đảo quá. Đây rồi, bự quá. Oh my god. Giật mạnh quá. It's pulling hard. Maybe there it is. You see it? Các bạn và bà con thấy nó chưa? Big one. Bự quá, phải không? Big one coming. Còn nữa ở đằng kia. I think there's more down there. Oh, rồi, xảy rồi. Đi mất rồi. Trời ơi. Con bự quá. Đi mất rồi. Khủng quá. Oh, trời ơi, con này bự quá trời nè. Thấy chưa? Bự quá. Lôi nó vô trước. Sợ xảy nữa. Trời ơi, bự quá. Không có cái vợt chứ. Ơi, bự quá, đừng có xảy nữa nha. Đừng xảy nữa nha. Wow, đã thiệt chứ. Khoảng 35 pound luôn đó. Bự quá. Oh my god. Big one. Oh my god. It's longer than my cooler. Nó dài hơn cái thùng của tôi luôn chứ. Nó biết không, tôi xảy cái con đầu tiên bự lắm. Mà còn con này thì quá bự. But then this one, oh my god. It's huge. Bự hơn con trước nữa. Đã thì. It is longer than my cooler. Wow. Chúng ta đang được dính một con khác nữa kìa. Hơn cái con sảy nhưng mà cỡ này là quá tốt rồi. Rồi. À, chắc cỡ 2 pound. Pound á, không tệ lắm. Bỏ vô đây cho an toàn, không có sợ sảy như con kia. Được rồi. Chắc có một con nữa đang dính câu á. Tôi nghe nó đang giật giật. Không biết bao xa. Giật mình thiệt. Hy vọng là một con lớn nữa. Wow. Còn giật đó. Wow. Yep, it's pulling. May mắn là có bao tay, chứ không thì không biết làm sao kéo nổi. Nghe giật mạnh thiệt. Mà giờ thấy một con nhỏ xíu. Có lẽ còn con bự nữa. Nữa, con này nhỏ thôi. Nhưng mà cỡ này thì ăn dừa rồi, rất là dừa. Phải giữ lại thôi. Ồ, tôi không muốn làm sảy. Ước gì mà có cái vợt bây giờ. Quên mất đi.
Here we go. Yep, there's another one. I can feel it. Tôi cảm nhận được là một con nữa đang cắn câu á, nhưng mà không biết lớn hay nhỏ mà giật đây. I told you there's a big one right here. It's not so. Tôi tưởng big, là một con lớn chứ. Bây giờ là chỉ con nhỏ thôi, khoảng 4-5 phao. Bà con và các bạn có thấy không? Oh my god. You know what I'm gonna móc cái này lại cái đã. Hồi giật mạnh ha. Có lẽ là con cá nữa đó. Sao kéo nặng quá. Wow, đã thiệt. Phải chi có cái vợt thì dễ dàng quá rồi. There we go. Đây, cỡ này đã quá rồi. Let's unhook it. Để gỡ ra coi. Not bad at all. Chicken heart. Tim gà là số 1. Perfect. I'm gonna use a plier. Cũng tới cái kìm rồi. Khó gỡ thiệt. Okay. Spin it. Để quay cái này ra. Tôi không ngờ là dính một con nữa chứ. Chắc con này ăn câu lâu lắm rồi cho nên đã chết rồi. Ồ, thiệt ra mà nó còn sống. Còn sống mà. Nhưng mà không động đậy nhiều nữa rồi. Wow, còn sống. Sống nè. Nó còn thở nhẹ nhẹ. Bự hơn con ở trong thùng nữa. Here we go. Được rồi. Yeah, he's still alive. Nó còn sống. Còn cắn cái tay tôi được nè. Bây giờ là 9:30 sáng, chúng tôi đã trở về. Hôm nay chúng tôi không có câu được nhiều cá lắm, nhưng mà có rất là nhiều cá lớn. Có một con tưởng chết mà nó vẫn còn sống. Được hai con rất là. Còn những con còn lại thì ăn vừa lắm, không có nhỏ lắm, khoảng 4-5 pound một con. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại trong những video sau, sẽ làm nhiều video khác về câu cá nữa.